Quý vị có thường cảm thấy mệt mỏi, ẻo oải? Quý vị có thường cảm thấy bụng và dạ dày đầy hơi, ăn không tiêu và hay bị táo bón? Quý vị có thường nổi mụn? Quý vị có dễ bị đau nhức trong người? Quý vị đang muốn giảm cân? Quý vị thường xuyên làm việc trong môi trường bị ô nhiễm nhiều hóa chất? Chắc chắn bên trong cơ thể của quý vị đang tồn tại rất nhiều những độc tố và rất cần phải thải độc và thanh lọc cơ thể. Ngọc Châu và Nhật Minh xin được kính chào quý khán thính giả đang cùng theo dõi chương trình Vinashop Home Shopping. Quý vị thân mến, chúng ta vừa xem qua những dấu hiệu để nhận biết trạng thái cơ thể hiện tại của chúng ta như thế nào. Và mỗi một ngày chúng ta đưa vào bên trong cơ thể rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau, rồi chúng ta phải hít thở biết bao nhiêu là những khói bụi ô nhiễm từ môi trường không khí và trong môi trường làm việc. Nhưng liệu các bộ phận tuần hoàn và bài tiết trong cơ thể chúng ta có thể đảm bảo được cái việc là đào thải tất cả những độc tố đó ra ngoài hay không? Và từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta lớn lên, đó là một quãng thời gian khá dài. Và dĩ nhiên là đường ruột cũng như là các cơ quan nội tạng của chúng ta phải chịu tác động bởi rất nhiều những độc tố tồn dư bên trong cơ thể. Do đó chúng ta cần phải làm sạch thường xuyên cũng như là thanh lọc cơ thể để thải ra bớt những cái độc tố ra ngoài, giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn cũng như là để tránh những cái bệnh tật khác. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị hai dòng sản phẩm mà quý vị có thể thanh lọc và thải độc tố một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất, giúp cho quý vị có thể bảo vệ được mắt khỏi mắc những cái căn bệnh và tăng cường tối đa khả năng duy trì sức khỏe tốt. Đó chính là Simple Cleanse và Simple Detox của công ty Dr. Trace. Với việc sử dụng rất đơn giản quý vị, một ngày một viên mà thôi, quý vị đã có thể thải được các loại độc tố bên trong cơ thể ra bên ngoài. Vâng, thưa quý vị, ngay từ bây giờ quý vị đã có thể gọi ngay cho tổng đài của chúng tôi qua số 1-855-855-5888 để order ngay sản phẩm này, gồm có Dr. J Simple Cleanse và Simple Detox. Chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị thêm những cái thông tin liên quan tới sản phẩm này nhé. Dr. J's Natural Simple Cleanse và Simple Detox giúp cải thiện sức khỏe một cách toàn diện, giúp làm sạch ba bộ phận quan trọng trong cơ thể: gan, thận, bao tử và ruột, làm sạch máu bằng cách loại bỏ các tạp chất trong máu từ trong gan. Dr. J's Natural Simple Cleanse và Simple Detox kích thích gan để loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, kích thích gan làm việc hiệu quả hơn, kích thích quá trình đào thải virus hay vi khuẩn cư trú trong gan và đẩy chúng ra khỏi cơ thể, thúc đẩy quá trình thải độc qua ruột. Dr. J's Natural Simple Cleanse và Simple Detox tăng cường quá trình hoạt động của ruột và giải quyết các vấn đề táo bón, tăng cường quá trình đào thải qua thận và da, cải thiện tuần hoàn máu, cải thiện sức khỏe toàn diện. Thế thì có thể là quý vị sẽ thắc mắc là không biết quá trình thải độc tố cụ thể là như thế nào. Thưa quý vị, quá trình thải độc tố là quá trình là cơ thể thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể thích nghi cũng như là nuôi dưỡng từ bên trong đến bên ngoài, bằng cách là loại bỏ những cái độc tố, những cái chất bẩn, chất dơ trong cơ thể và bù lại sẽ cung cấp những cái chất dinh dưỡng lành mạnh hơn, cũng như là quá trình thải độc tố sẽ giúp cho chúng ta khỏi đi những cái bệnh tật cũng như là tăng cường tối đa khả năng duy trì một cái sức khỏe thật tốt. Và trong cái thời gian gần đây thì chúng ta vẫn hay nghe một cái từ rất là phổ biến, đó là detox, tức là thải độc cho cơ thể và làm sạch ba cái bộ phận quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó chính là lá gan, thận, bao tử, để ba bộ phận này đó sẽ giúp chúng ta có sức khỏe tốt hơn và hấp thụ được những chất bổ, những chất dinh dưỡng để nuôi sống từng cái tế bào bên trong cơ thể của chúng ta. Về cơ bản thì cái vấn đề thải độc có nghĩa là làm sạch máu. Và điều này được thực hiện bằng cách đó là loại bỏ các cái tạp chất có trong máu ngay từ trong gan của chúng ta, nơi mà các cái độc tố được xử lý để loại bỏ ra bên ngoài. Ngoài ra thì cơ thể cũng đào thải các cái chất độc qua thận, ruột, phổi hay là bạch huyết và da, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta thì có lẽ là ngành nails và ngành tóc cũng khá là phổ biến. Rất là nhiều người khi mà chúng ta làm về nails hay là làm tóc thì trong một ngày tiếp xúc rất là nhiều đối với những cái chất độc cũng như là những cái hóa chất sẽ dần dần sẽ làm cho cơ thể của chúng ta không có được mạnh khỏe và về lâu về dài sẽ rất là nguy hiểm đến cho sức khỏe. Cho nên là cái việc thải độc tố càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt với những người như vậy. Và những người mà làm việc
việc như là Ngọc Châu hay là Nhật Minh đây, thì một ngày chúng ta không biết là hít thở, không biết là bao nhiêu bụi bẩn, cũng như là chúng ta ăn, nhiều lúc chúng ta không có ăn những cái đồ thật sự là healthy, thì vẫn những cái chất dơ nó vẫn rất là tích tụ trong cơ thể của chúng ta. Và hầu hết những cái giải pháp thải độc tố thì chỉ tập trung vào một cơ quan hay là một đường nào đó trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, điều đặc biệt của hai sản phẩm Simple Cleanse và Simple Detox này, đó chính là hai sản phẩm này sẽ giúp thải độc tố qua tất cả ba cái bộ phận quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó chính là gan, thận và ruột. Cho nên sẽ giúp cho cái việc đào thải thải độc sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn, và cũng như là ngăn ngừa những cái bệnh tật có thể xảy ra do những độc tố đã tích tụ quá lâu ngày trong cơ thể của chúng ta. Và cũng như là sẽ giúp cho chúng ta giảm đi những cái nguy cơ bị bệnh ung thư, dị ứng hay là ung nhọt. Cho nên do đó là cái việc này nó rất là quan trọng về cái việc thải độc tố. Với Simple Cleanse là dược thảo để giúp thải độc cho cơ thể. Với trẻ em từ 8 tuổi trở lên thưa quý vị, cũng như là người cao tuổi bắt đầu từ 60 tuổi trở lên đó, thì quý vị đều có thể sử dụng. Bởi vì với cái công thức thải độc rất là nhẹ nhàng, không ảnh hưởng nhiều đến cái nhu động ruột của tất cả quý vị, thì với Simple Cleanse này, một loại thế này thì có 30 viên, nên là quý vị có thể sử dụng hàng ngày quý vị nhé. Thưa quý vị, còn với Simple Detox thì cơ chế hoạt động sẽ mạnh hơn và thải độc nhiều hơn, cũng như là trong thời gian ngắn hơn. Và Simple Detox là được đánh giá là loại detox được nhiều người yêu thích khi họ cần có kết quả thải độc thật là nhanh hơn. Nhưng mà bù lại vì cái việc thải độc nó mạnh hơn, do đó là Vinashop không có khuyến khích quý vị sử dụng sản phẩm Simple Detox cho các em nhỏ tuổi hay là quý vị cao niên. Và cái việc sử dụng cũng rất là đơn giản thôi thưa tất cả quý vị. Với Simple Cleanse cũng như là Simple Detox thì quý vị sẽ uống 1 đến 2 viên vào đêm đầu tiên lúc khoảng 8 giờ tối quý vị nhé. Và sau đó thì quý vị sẽ uống tiếp 1 viên nữa vào trong 4 đêm tiếp theo. Và sau đó chúng ta sẽ tạm dừng khoảng 2 ngày và tiếp tục uống nếu như cơ thể của chúng ta đã thích ứng và bắt đầu thải được những cái độc tố ra bên ngoài. Việc sử dụng Simple Cleanse và Simple Detox một cách rất là dễ dàng và thường xuyên, và khi mà quý vị sử dụng như vậy sẽ giúp chúng ta có thể thanh lọc và để giúp cho cơ thể chúng ta thải được những cái độc tố ra bên ngoài, giúp cải thiện được sức khỏe. Và quý vị nhớ là chúng ta phải kết hợp với cả cái việc là tập luyện thể dục thể thao nè, và ăn uống điều độ và khoa học nữa quý vị nhé. Vâng, đúng như vậy. Và khi mà sau này, khi mà quý vị đã sử dụng những cái sản phẩm của chúng tôi qua một cái thời gian rồi, thì quý vị không có cần phải sử dụng quá thường xuyên nữa, mà quý vị có thể sử dụng khi mà quý vị chẳng hạn như là hôm nay mình đi ăn buffet, hay là mình ăn nhiều cái đồ ăn fast food, hay là đồ ăn tàu dầu mỡ nhiều, thì mình có thể mình uống 1 đến 2 viên để mà thải độc tố ra thôi. Và ngoài việc mà thải độc tố thì chúng ta cũng nên ăn thật nhiều những cái thực phẩm có nhiều chất xơ, như là trái cây tươi, củ quả, cũng như là việc uống nhiều nước. Uống nhiều nước rất là quan trọng, ít nhất là 1 gallon một ngày. Đúng rồi. Và thưa tất cả quý vị, hãy chăm sóc sức khỏe chúng ta ngay từ bây giờ bằng cách đó là loại bỏ và thải hết những độc tố ra bên ngoài bằng hai loại dược thảo, đó là Simple Cleanse và Simple Detox, để bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh tật mà chúng ta không hề mong muốn quý vị nhé. Và một lần nữa chúng tôi có hai sản phẩm cho quý vị lựa chọn, Simple Detox và Simple Cleanse. Quý vị hãy tự xem thử cơ thể của chúng ta muốn thải độc như thế nào, và cho quý vị có thể lựa chọn cái sản phẩm thật phù hợp cho mình nhé. Đến đây thì Ngọc Châu cũng như là Nhật Minh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Một lần nữa, số toll free của chương trình là số 1-855-855-5888. Quý vị có thể gọi và chúng tôi sẽ có nhân viên 24/7 trả lời bất cứ những câu hỏi nào cũng như là thắc mắc mà quý vị có dành cho những sản phẩm của Vinashop. Ngọc Châu và Nhật Minh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin chào và hẹn gặp lại.